Chào mừng quý vị đến với bản tin chuyển động công thương của Báo Công Thương. Bản tin số 23 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Cuộc họp lần thứ 7, Ban chỉ đạo đối tác năng lượng, đồng thuận triển khai thỏa thuận CETP. Khung giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo được tính đúng, tính đủ. Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển ngành điện gió ngoài khơi Việt Nam. Xuất khẩu rau quả, tiềm năng từ thị trường tỷ dân. Ngư dân Quảng Bình đồng lòng gỡ thẻ vàng của SC. Cuộc họp lần thứ 7, Ban chỉ đạo nhóm đối tác năng lượng Việt Nam VEPG, trong đó nhấn mạnh công tác triển khai thỏa thuận CETP. Vào tháng 1 năm 2022, VEPG đã tổ chức hội nghị cấp cao VEPG lần thứ 5, chính thức thông qua điều khoản tham chiếu của VEPG sửa đổi cho giai đoạn 2022 đến 2027 với nội dung thay đổi nổi bật là lập ra 3 nhóm công tác kỹ thuật mới, công tác kỹ thuật về quy hoạch chiến lược ngành điện, công tác kỹ thuật về tích hợp lưới điện và cơ sở hạ tầng lưới điện, công tác kỹ thuật về thị trường năng lượng. Cùng hai nhóm kỹ thuật đã có bao gồm nhóm năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Các nhóm công tác kỹ thuật trong năm 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mặc dù gặp nhiều khó khăn. Điều này thể hiện sự nỗ lực của các đơn vị, của Bộ Công Thương và tinh thần hợp tác tích cực của các bên. Trong bối cảnh đó, phiên họp lần thứ 7 của Ban chỉ đạo VEPG nhằm đánh giá lại kết quả của các nhóm công tác kỹ thuật trong năm 2022 cũng như xem xét lại kế hoạch hoạt động của VEPG trong năm 2023. Đặc biệt là công tác tổ chức hội nghị cấp cao VEPG trong năm 2023 cũng như tiến hành triển khai thỏa thuận GETP. Với những thỏa thuận GETP, thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng giữa Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế IPG ký và công bố vào tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương kỳ vọng trong thời gian tới, quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương và các đối tác quốc tế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cùng tìm thấy tiếng nói chung và đạt được giá trị cốt lõi mà VEPG đặt ra. Đề nghị nội dung trọng tâm trong hoạt động của VEPG trong năm 2023, bên cạnh các vấn đề cần tập trung như cơ chế PPPA, chuyển đổi năng lượng công nghệ lưu trữ, công nghệ sản xuất hydrogen xanh, các điều kiện cần thiết để đáp ứng thị trường carbon. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đề nghị các đối tác cần hỗ trợ Việt Nam thực hiện tuyên bố GETP. Theo Bộ Công Thương, khung giá phát điện chuyển tiếp đã được cơ quan này lấy ý kiến Hội đồng Tư vấn Độc lập và trên chi phí thực tế của các nhà máy điện tái tạo. Trước đó, 36 nhà đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp có văn bản gửi tới Thủ tướng cho rằng quá trình ban hành quyết định 21 QĐ-BCT 2023 khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời điện gió chuyển tiếp quá vội vàng, chưa bảo đảm việc thẩm định và lấy ý kiến một cách kỹ lưỡng. Việc giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và công ty mua bán điện làm công tác xác định giá và sử dụng kết quả đề xuất chưa qua tham vấn với bên tư vấn độc lập là chưa phù hợp với thực tiễn. Phương pháp tính toán của EVN cũng được cho là chưa phù hợp và chưa đảm bảo tính khách quan. Trước các kiến nghị của các nhà đầu tư, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết Bộ có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp lập khung giá phát điện áp dụng đối với dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. EVN có trách nhiệm xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp trình Cục Điều tiết Điện lực thẩm định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. Hội đồng tư vấn độc lập lấy ý kiến về khung giá phát điện cho dự án chuyển tiếp được thành lập với 9 thành viên là các chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực điện, giá, tài chính, quản lý nhà nước về năng lượng. Việc tổ chức tính toán rà soát, xin ý kiến của các chuyên gia và các cơ quan có đơn vị có liên quan được thực hiện từ ngày 20 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Vì vậy, việc dự thảo và ban hành quyết định 21 về ban hành khung giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp hoàn toàn đảm bảo trình tự và thủ tục theo quy định. Về phương pháp và kết quả tính toán, Cục Điều tiết Điện lực cho biết kết quả tính khung giá dựa trên các số liệu được các tổ chức tư vấn trong, ngoài nước cung cấp. Theo đó, suất đầu tư điện gió, điện mặt trời trên thế giới xu hướng giảm dù chi phí vật liệu tăng cao. Về cơ chế giá bán điện ưu đãi FIT là cơ chế giá điện hỗ trợ, được thiết kế để thúc đẩy đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió và được quy định trong khoảng thời gian nhất định. Hội thảo thúc đẩy phát triển ngành điện gió ngoài khơi của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và các gợi ý chính sách do Ban Kinh tế Trung ương và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 tại Hà Nội. Theo thống kê, Việt Nam là quốc gia có nhiều cơ hội để phát triển năng lượng gió, khoảng 8% diện tích lãnh thổ, tương đương 112 gigawatt được đánh giá là có tiềm năng năng lượng gió tốt, bên cạnh đó cùng với năng lực và kinh nghiệm xây dựng các công trình ngoài khơi.
Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 NQTVK về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra nhiệm vụ xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện chiến lược biển Việt Nam. Tuy nhiên, để Việt Nam có thể tận dụng những lợi thế, tiềm năng trong phát triển điện gió ngoài khơi, các chuyên gia cho rằng Chính phủ Việt Nam sớm ban hành khung pháp lý rõ ràng và nhất quán. Điều cần thiết cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, bắt đầu bằng việc phê duyệt quy hoạch điện 8 và quyền khảo sát ngoài khơi độc quyền. Nhằm đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, một trong những khuyến nghị chính được nêu ra tại hội nghị nên cho phép triển khai một vài dự án thí điểm trên quy mô lớn theo giai đoạn để kích hoạt ngành công nghiệp này. Đồng thời, Việt Nam nên tập trung vào việc khởi động ngành năng lượng tái tạo, một ngành công nghiệp đã được chứng minh là có hiệu quả cao, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các thị trường đã phát triển và có thành tích tốt để chọn cho mình một mô hình điện gió ngoài khơi phù hợp với nhu cầu và kỹ năng của đất nước. Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, đơn hàng sụt giảm, rau quả là một trong số ít các mặt hàng nông sản chính có sự tăng trưởng ngay từ đầu năm, khi hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác đều sụt giảm. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay khi chiếm tới 57% và tiếp đến là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chịu nhiều ảnh hưởng từ chính sách Zero Covid của Trung Quốc, doanh nghiệp này đã tạm ngừng xuất khẩu vào thị trường tỷ dân từ năm 2019. Ngay khi Trung Quốc mở cửa trở lại, doanh nghiệp đã lên kế hoạch để đưa mặt hàng Nha Đam trở lại thị trường đầy tiềm năng này. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự kiến thị trường Trung Quốc sẽ mang về hơn 10% doanh thu trong năm nay. Trung Quốc thì GC luôn xem đó là một cái thị trường rất là tiềm năng về sản lượng. Thì trong năm nay thì GC sẽ tái xúc tiến lại và đặc biệt sẽ có thể tham dự một cái hội chợ vào tháng 6 tại Trung Quốc để có thể phát triển lại cái nguồn khách hàng ở Trung Quốc. Và dự kiến thì công ty dự kiến là sẽ kiếm được khoảng doanh thu cỡ 10% trong năm 2023 đến từ thị trường Trung Quốc. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau, trái cây đạt 592 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam, chiếm đến 57,5% và tiếp đến là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Việc Trung Quốc mở cửa thêm một số mặt hàng nông sản Việt Nam, thị trường xuất khẩu rau quả sẽ được cải thiện đáng kể. Điều này đồng thời tạo thuận lợi cho ngành rau quả khi năm qua Việt Nam đã ký nghị định thư về sầu riêng, mít, khoai lang, tổ yến để xuất chính ngạch sang thị trường này. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 vừa rồi là đã mở cửa toàn bộ cái biên giới, tức là cái mở cửa cho việc giao thương buôn bán đi lại. Thì cái đó nó là cái cơ hội, tức là cái cơ hội để cho cái xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Hiện nay là Trung Quốc người ta đưa ra rất nhiều những cái đoàn sang Việt Nam và những cái yêu cầu, thậm chí là những cái yêu cầu về những cái đơn hàng rất lớn, như là đơn hàng về sầu riêng là rất là lớn. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, năm 2023, Trung Quốc sẽ là điểm đến tiềm năng nhất của nông sản Việt Nam nhờ nhu cầu bùng nổ, vị trí địa lý gần, chi phí logistics và rủi ro thấp hơn các thị trường khác. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng rau củ năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm ngoái và phần tăng thêm này hoàn toàn khả thi nếu xuất khẩu sầu riêng đạt mục tiêu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn không để tàu cá, ngư dân Quảng Bình vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Những ngày này, ông Đậu Ngọc Văn, thuyền trưởng tàu QB 98722TS, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cũng như bà con ngư dân được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và áo phao. Đối với ngư dân, đây là niềm vui, sự khích lệ động viên của lực lượng biên phòng đối với bà con trong đợt ra khơi đầu năm. Với quyết tâm bám biển, hành nghề bền vững, có trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khai thác chống IUU. Đội biên phòng cùng đi động viên dân ra khơi là
bằng bắt an toàn máy móc cho hoạt động cho một lần dễ dàng. Ra ngoài biển thì phải mười mấy cảnh sát, rồi là khu xâm phạm vùng biển của Nhật Bản là có chi minh bày tuyên truyền cũng bảo vệ anh em trong đội tàu của mình. Thì mong sao là tháng năm 2023 này là công nghệ biển được ngư dân được phát triển, làm ăn được thắng lợi, được vị thế vàng của châu Âu để đưa sản phẩm cá mực lên. Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có trên 6.700 phương tiện khai thác hải sản, trong đó có trên 1.200 tàu đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc và quyết liệt các chỉ thị, kế hoạch, công văn, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và của tỉnh Quảng Bình, đồng thời chủ động xây dựng các kế hoạch chống khai thác IUU, ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân tỉnh Quảng Bình vượt ranh giới vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Trong những năm về trước là trên địa bàn phường vẫn có nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ thì vi phạm vùng biển của các nước, đã có thông báo của cả cấp cả ngành về lần 1, lần 2, lần 3 chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì nhờ sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa phường với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh nên đã tổ chức rất là tốt về việc tuyên truyền này thông qua từ hội nghị lồng ghép rồi phát thanh từ phường về tổ dân phố. Đến nay thì số lượng ngư dân, bà con ngư dân trên địa bàn phường cũng hạn chế tối thiểu cái việc vi phạm này. Thực hiện đợt cao điểm đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá khai thác vi phạm IUU, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển bám sát ngư dân, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phân nhóm các tàu có nguy cơ vi phạm để áp dụng các biện pháp phù hợp, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền khi xuất nhập lạch cũng như đánh bắt trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không cho ra khơi các tàu chưa đảm bảo an toàn hàng hải và các giấy tờ theo quy định, phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến từng tàu, từng nhà và các ngư dân, đồng thời phối hợp xử lý các vướng mắc về thủ tục, giấy tờ để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhanh chóng xây dựng cái kế hoạch để mở cái đợt cao điểm đi đến chấm dứt cái tình trạng ngư dân khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thì tập trung vào các cái nội dung biện pháp chính như sau. Thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để ngư dân, chủ tàu thuyền trưởng nâng cao cái nhận thức về các cái văn bản liên quan đến phòng chống khai thác IUU với nhiều cái hình thức, nhiều cái nội dung biện pháp. Những hoạt động của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi ngư dân trong lao động sản xuất, tạo chuyển biến mạnh về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế về khai thác thủy sản trên biển, thực hiện thắng lợi yêu cầu 180 ngày hành động chống khai thác IUU của Thủ tướng Chính phủ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chuyển động công thương tiếp theo.